Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phôi mai rừng Phú Yên mới về trong một ngày nha các bạn nha. Phôi mới về trong ngày luôn. Đầu tiên là mã AM1 hoành 49, chiều cao là 54. Cây phôi này nhìn rất là lật nha các bạn nha. Đế rất là lật, không có để chọc. Rất là lật nha. Hoành 49 là đo ngang cổ đế các bạn nha. Phôi này rất lật các bạn. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 800 nghìn ha. 800 nghìn. Phôi hoành 49. Rất là to nha. Đế thì nói chung là rất là ok đó. Hoành 49, cây rất là lật. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 800 nghìn các bạn. 800 nghìn cộng phí ship. Rất là to nha. Hoành 49, chiều cao là 50 m 54. Tiếp theo là mã AM2 hoành 36, chiều cao là 52. Hoành 36, chiều cao 52. Hoành 36 là đo ngang chỗ cổ đế của nó. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 400 nghìn cộng với lại phí ship các bạn nha. Cây này nhìn cũng khá nè các bạn. Một cốt nhìn cũng khá nha. Bỏ rễ nhìn cũng hẻo lả lắm. Phần này thì nó lũa thép ôm da ha bạn ha. Da nó ôm lại lũa thép. Hoành 36, chiều cao 52. Rồi tiếp theo là mình đến với cái mã thứ 3. Mã thứ 3 là mã hoành 38. Hoành 38, hoành 38 là khá là to nha. Chiều cao của nó là 36. Hoành 38 là đo ngang cái chỗ tay chỉ đó các bạn nha. Ngang ngắn. Hoành 38, chiều cao 36. Coi này giao lưu anh chị em mình với giá là 400 nghìn kèm phí ship nha. Rất là lực nha bạn nha. 400 nghìn rẻ. Coi này 400 rẻ mà. Hoành 38 cao 36. Rồi tiếp theo mình đến với mã số 4. Mã số 4 là một cái phôi hoành 3 hoành 48. Hoành 48 nha. Hoành 48 đo ngang cổ đế. Cây không bọng lũa. Đế rất là lực. Đế rất lực nha bạn nha. Đế rất là lực luôn. Hoành 48, chiều cao là 59. Coi này cũng giao lưu anh chị em mình với giá là 800 nghìn ha bạn ha. 800 nghìn. Anh chị em nào yêu những cái phôi này thì liên hệ ha. Hoành 48, chiều cao là 59. Tiếp theo mình đến với mã thứ 5. Mã thứ 5 là một cái phôi hoành 35. Hoành 35. Chiều cao của nó là 35 luôn. Cây này nhìn cũng hay nè bạn. Hoành 35 là đo ngang cổ đế nha bạn nha. Này thì nó có một cái phần lũa nhỏ ôm da nha. Lũa ôm da. Phôi này nhìn rất là lật nha. Nhìn khá lực. Trên này nó có một cái phần thẹo nhỏ thôi. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 350.000. 350.000 nha các bạn nha. Nhắc lại ha, đây là mai rừng Phú Yên các bạn nha. Mai rừng Phú Yên. Tiếp theo là mã AM6 thoát thân tầm khoảng là 20 phân. Chỉ lên 2 cốt. Nhưng mà nhìn rất đẹp à, phôi đầy đặn nè. Có u ha. Hoành nhỏ thôi, hoành 36 thôi. Nhưng mà cây khá lực nha bạn nha. Nhìn khá lực. Trước nó có một số cái phần nó lỗ. Nhưng mà bay đẹp nha bạn nha. Bay hai chốt rất đẹp luôn.
có cục bú nữa. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 450.000. Phần ức các bạn thấy đó, nó lỗ đó ha. Tiếp theo là mã AM7 hoành 26, chiều cao 30, hoành 26 là ngang cổ đế, chiều cao là 30 các bạn nha, chiều cao từ cổ đế lên là 30. Một cái phôi nhìn khá là hay nè bạn, nhìn khá hay nha bạn, để cho nó chòm chòm xuống nhìn giống thú lắm á, chòm xuống là nhìn sẽ ra thú nha các bạn nha. Phôi này 250.000, phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 250.000, đế khá là đầy, để xuống cái là nó ra hình thú nha, 250.000, rẻ mắc. Tiếp theo là mã số 8 hoành 36, chiều cao 32, hoành 36 chiều cao 32, phôi này giao lưu anh chị mình với giá là 350.000 cộng phí ship. Anh chị em nào yêu những phôi này thì liên hệ ha. Sau đây thì mời tất cả các bạn cùng xem lại những cái phôi của ngày hôm nay. Trong những ngày qua thì mỗi lần mà mình thấy hình ảnh của đất nước Ukraine, mình lại nhớ đến một cái bài hát phản chiến rất là hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bài Đại Bác Ru Đêm, và nó có những cái đoạn phải nói rằng rất là hay. Vậy Đại Bác đêm đêm rồi về thành phố, người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Đại Bác qua đây đánh thức mẹ dậy, Đại Bác qua đây con thơ buồn tuổi, nửa đêm sang chói hòa trầu trên núi. Đại Bác đêm đêm rồi về thành phố, người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình, hầm trú tan hoan ôi da thịt vàng. Từng đêm trong sáng là mắt quê hương. Mong rằng chiến tranh cũng như là khói thuốc súng sẽ không còn vang vọng đó đây trên cái thế giới này, để tất cả chúng ta đều được hưởng một cái ngày, một cái thế giới an lành ha bạn ha. Ôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.